Xin chào các bạn nha. Này anh em tôi đang kết tổ ong này. Đây. Đây các bạn nhìn xem. Cái tổ ong nó vàng khớp. Nó rất rất to luôn. Ở trên cái ngọn vào kìa, mà cái cục bầu nó dài nhá. Tổ này cũng lại 5-60 phân chiều dài của cái cục bầu rồi. Đây thì anh em hôm nay đội hình mấy đội hình gặp nhau cơ nên là gặp nhau dành cái tổ này về nói chung là để giải trí thôi. Thì bây giờ tôi cũng lên theo sau và có đồng đội của tôi nữa là ông ấy lên ông cắt, tôi đứng ở dưới, tôi quay cho mọi người xem là nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta cắt những cái tổ ong nó to. Châm rồi. Vậy thì chúng ta lên theo cái dây nhá mọi người nhá, đi lên theo dây thôi. Thì ở đây theo cái gốc này thì khó hơn là đi và leo trèo lên trên cái dây. Dây dễ hơn, dây to mà. Hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là nó ở khá là lâu rồi. Bầu rất là phình luôn. To mà phình. Anh em chúng tôi vẫn chưa châm đốt xong. Bị khói. Khói bị lại cả. Lại khói rồi. Đấy, chuyển. Đấy, không thì lên theo cây vào này cũng được bạn ạ. Nhưng mà mình thích lên theo cây vào cũng được. Mà tùy anh em lên theo dây thế nào cũng được. Mình thích lên theo cây vào. Đấy, cái cây nó chạy thẳng ở trên. Tí nữa lên mọi người nhìn thấy nó rõ ràng. Mình sẽ tháo máy cho mọi người cảm nhận. Được, bạn cứ châm đấy đi. Trời cũng về gần tối rồi đấy. Nhanh một chút. Chúng ta còn có một hai tổ nữa để phải đi tìm. Dưới kia chưa cháy bạn. Đang cháy. Ui, lên được cái dây to này, lên đến tận tổ luôn à. Đây, cái dây này các bạn này. Dây to chưa này. Úi. Đúng. Tôi cũng lên dây cò lên đấy. Tổ này thực ra thì thấp thôi nhỉ. 7-8 mét chứ mấy. Chúng mấy à? Mà nó ở dưới lên mọi người thấy là cái cùng mật nó dày ra xuống như thế này chắc lại cái độ dày nó lại một gang tay rồi. Trên này là một đống nữa, chúng ta phải đốt hai cái đống để nhớ mà cái đống kia nó không lên ấy thì cái đống bên ngoài này nó sẽ phụ họa. Có khói khi mà những cái tổ lớn này chúng ta không thể dùng được cái rẻ như bình thường, nhưng anh em ta vẫn muốn dùng cái rẻ mà tôi hay đánh cho anh em kia được. Rẻ đánh những tổ này chúng ta chỉ hun được ngửa nó là chắc chắn là chúng ta sẽ bị đốt. Mọi người cùng xem cái cột khói đây. Cột khói lên đấy này, ong ra này. Ui sời, tổ non. Ui được. Ui cái cục mật khiếp nhỉ. Chưa bưng chưa bịt. Máy ơi, lên từ từ nhá, để tớ lên với bạn mới được cắt đấy nhá. Đây. Hai bầu rồi. Một bầu tận trong nữa. Lên theo đấy à? Lên theo đấy đi. À. Bạn lên cây vào lên tới thế nào lên. Thôi tôi lên theo dây thôi. Lên dây nó mới vui. Thôi, nó đã bầu trong rồi thì chúng ta sẽ lấy hết. Đây anh em, tôi lên theo dây. Đấy. Còn dài nữa mà tổ này nếu mà để chắc phải 20 cân. Thật sự là sướng nhất là những cái lúc như thế này. Đến chưa? Hai thằng kiểu Dung lắm mày. Dung thì đây đợi. Đá ở trên nha. À, ôi bầu dày lắm. Bầu dày lắm. Bà này lên đến đây phát hết phát đi cho mình lên cho đỡ vướng cái máy nhá. Nhưng mà bơi ra. Lên đến chưa? Lên đến đừng có cắt đấy nhá. Đợi bạn lên mới được cắt đấy.
Hả? 20 cân à? Xem nào. Lá ra đi đâu, có thở đâu. Lá ra đấy. Pin à? Đừng có quảng cáo nhiều, để bạn lên đã. Qua đây có chuyện cảnh qua đây cho nó nhanh. Bạn lên cảnh trên đi để tôi lên. Đốt cái thằng ngồi trên đấy. Nào mạnh tránh nào. Chúng ta xem cận cảnh cắt nhá. Mọi lần tôi chưa cho anh em xem cắt được. Ui dồi ôi. Chết thôi. Lên cái trên đi bạn. Rồi sẽ chụp ảnh. Ui dồi. Cái bầu khiếp lắm các bạn ạ. Bầu này 20 cân thật đấy. Cho khói đi. Cắt hết rồi bạn. Cắt hết rồi. Cắt hết rồi các bạn ơi. Cho khói đi. Cho ít đấy vào cho mọi người. Bầu này 20 cân thật à? Lên đây, lên cái trên đi. Đưa đằng lên đây. Đây nha. Cắt cho cẩn thận nha. Cắt rơi là anh em mẹ từ nay không chơi với nhau ấy. Cắt rơi bước điên rồi. Ôi dồi ôi. Anh em ơi, nhìn này. Cảnh quá đẹp. Anh em ơi, nhìn này. Tôi muốn nói với anh em bằng tất cả mọi. Tôi rất thích nó. Bạn cắt miếng nhộng đi để tôi xem cái độ dày của nó nào. Hàng nghìn cái ống mật đang chờ chúng ta. Trên 20 cân. Có khi phải đệm thêm túi mi lông ấy. Một túi thì bạn cho vào ba lô. Đây là một trong những cái tổ lớn nhất mà năm nay anh em chúng tôi được gặp. Hiện tại thì các bác sẽ có thể thấy tôi sẽ tháo cái máy ra. Ánh mặt trời. Bỏ cái chân ra bạn ơi. Bỏ cái chân được. Giờ để tôi tháo máy ra. Không. Hiện tại thì các bác đang thấy là chúng tôi đang cắt cái cục mật nó như thế nào. Cái cục mật rất là lớn. Khi mà có cả trọng lượng cơ thể con người nữa thì cái cành cây của tôi nó cũng còng. Đấy, tách tách cái miếng nhộng này ra. Chúng ta bắt buộc phải lấy bởi vì cái tổ này nó lại có một cái bầu tiếp theo nữa ngay đây. Lấy phấn cho em nhá. Đây. Còn về cái độ dày bạn cắt thêm nhộng đi, nhộng chưa hết đâu. Làm được điều đấy không đây? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lên thẳng luôn nhá. Lên thẳng luôn. Tách cái miếng nhộng kia ra. Tổ này để cũng không ở đâu. Tổ này là một trong những cái tổ rất là lớn. Thậm chí các bạn có thể tính là 20 cân. Rồi. Đâu rồi? Sao sao? Sao cắt đi. À cắt đi, cứ cắt đi. Không cắt được rồi. Không cắt thì bạn cắt luôn đi, miếng gần tới đi. Cắt miếng nào? Đây. Miếng nhộng này. Tớ đang cầm máy mà. Đánh một lần thôi bởi vì thật ra với anh em là ở ngay dưới bên dưới này thì chúng ta có rất là nhiều đội tìm. Và chúng tôi thì không có thời gian để quay lại đây bởi vì anh yên tâm. Rồi, anh em nhìn thấy độ dày này. Thấy à, xem nó hết chưa? Ừ. Ngay hết rồi. Đây, đây là cái cục bầu đầu tiên và đây, độ dày của cái cục bầu. Độ dày của cục bầu. Tôi đang trườn ra bên ngoài để xem. Làm cẩn thận nhá. Đấy, phải cẩn thận thôi. Từ từ. Khói lửa bên dưới nhẹ nhàng một chút nhá. Bác có thể thấy là cái cành cây của nó. Tôi rất thích cái thế này. Cái cành cây này cực kỳ tuyệt vời. Cành thì không được to cho lắm nhưng mà mật thì quá dỗi là nhiều. Tôi ra cho bạn xem. Các bạn có thể thấy là ngay đây, ngay trước mặt chúng ta là. Bạn làm như thế nào mà lấy vào hết cho tới được là được. Hết cái kiểu đấy á? Hết kiểu đấy đi phải cắt nửa chứ.
Bây giờ bạn lấy một phát cái cục bầu này không bao giờ bạn lấy được. Bạn phải cắt nửa ra. Nói chung là hãy bình tĩnh. Cho khói lửa đây mà. Nó khó đi bạn ơi. Không lo đâu anh em, dưới kia thì không phải lo. Suy nghĩ nhiều. Không cắt nút cho anh chị ạ. Cắt nút đi. Ông về rất là nhiều. Ông về kèm theo là tấn công vào ba lô. Đó. Rất là nhiều. Ông động. Bầu nhiều lắm. Nếu không nhầm thì tổ này nó cũng lấy nước cả bên thắm hòn kia. Chắc chắn một điều là như thế, bởi vì đấy là chỉ cái đội trước mặt, tôi đang nói cái đội trước mặt mà anh em đã thấy lấy nước ở đấy. Thì khả năng là tổ này cũng rất là may mắn hôm nay là anh em gọi mình để quay lại đây, thì mình mới có được cơ hội để riêng với anh em và tìm thấy cái tổ ong này. Ở dưới còn túi không nhỉ? Chắc không có túi đâu phải không? Ở đây trọng lượng của chúng ta ước tính khoảng tầm độ hơn 18 cân hoặc là 20 cân. Nói chung sơ sơ là chúng ta không thể tuột được 20 cân ở cái tổ này. Không có tay lấy. Không có tay lấy á? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Dìm xuống á? Không, không dìm được cái dây kia vào à? Dây kia mục à? Như thế này thì không được đâu. Bạn cắt nửa đi, cắt nửa cái tổ ong, chia nửa ra, chia nửa cái bầu mật ra cho tôi. Chia nửa ra lấy từng cục một cho vào ba lô. Không thì xuống đi. Cắt nửa ra rơi mật nhiều lắm này. Cắt thì cắt, bạn cũng phải chia đôi, bây giờ mình tham không được. Mà cái dây để chặt đi. Đừng chặt. Dây thì cứ để đấy. Là chắc là đây là những cái tổ một kia, trong những cái tổ to nhất mà ông bạn tôi đã đánh đến bây giờ, chắc là như thế. Quả lại không hoa với những cái tổ bà to trước chiếu. Ơi, ừ đúng rồi, lên thẳng đi, cắt lên thẳng rồi. Bạn cho mi lông vào giữa xong rồi bạn cắt luôn hai bên đi, cắt hai bên trên cành. Không cho mi lông vào, cắt nguy hiểm. Ở đây chúng ta có hàng nghìn ống mật, anh em ở dưới gọi bia sẵn đi nhá. Đây các bác thấy này. Ồ, không làm được thì xuống đây á. Bác này có khói không? Thấy ong nó vào nhiều quá. Có khói đây bạn ơi. Chúng ta cùng xem góc quay bên này. Khi mà góc quay bên này thì nó sẽ bị chói nắng hơn, chói mặt trời hơn. Chúng ta có một đàn ong. Ở đây như cái tổ này chắc chắn là ở khu rừng sâu. Khu rừng sâu thì nó mới ra được những tổ lớn như thế này. Đó. Các bạn có thể thấy là những cái tổ này thì tìm nó rất là khó, nó hiếm, nó di chuyển từ trong rừng già ra. Chứ ở rừng ngoài này của chúng ta thì không bao giờ có những cái tổ lớn như thế này. Được chưa? Cho miệng ba lô lên đi. Đấy, đấy, đấy. Đây, thùng à. Vâng, chúng ta đang cho mật rất là vàng, màu vật rất là màng các bạn ơi. Đó, móc móc cái ba lô mà. Móc ba lô thì tôi móc, đút vào đi bạn ơi. Hả? Không được, không được đâu. Đây. Đút vào đi bạn ơi. Bình tĩnh. Nhét vào đi bạn ơi. Không được đâu. Được chưa? Nhét vào đi, nhét cùng mật vào trong ba lô đi. Được rồi, bình tĩnh. Cái gì cũng không được vội vàng. Cái dây này đã trở ra chưa? Dây tao tở ra rồi, nhưng mà tao là cầm một đầu chứ này. Ủi giời, cầm dâu thì bạn sao làm kiểu gì? Tao thả xuống nhá. Hả? Tao thả đầu dây xuống nhá. Đấy, tao thảo rồi. Đây. Tao rồi. Mật đã vào được một nửa nha anh em nhá. Còn một nửa nữa. Không, không cần phải tiếc, hối tiếc cái chỗ một ít này đâu. Bây giờ nếu mà làm nữa đây trơn. Đấy, bạn rơi kéo cái mi lông về đây xem nào. Để tôi xem quay cái độ dày của cái miếng tổ này. Đấy, kéo vào đây, kéo vào đây. Đấy các bạn này. Độ dày của cái mật này. Độ dày một gang tay. Không chưa? Rất là dày. Dày, cực dày luôn. Rồi. Khói lửa anh em thì cũng rất là tuyệt vời. Đánh ở cái cảnh chiều hoàng hôn này. Các bạn nhìn thấy ở bên ngoài thì trời đang nhá nhem tối rồi. Một phần nữa cũng là do khói. Đây còn cái cục mật thứ hai. Hả? Cầm thế đấy phải căng, nhưng mà bạn lấy dao về rạch. Tại sao nãy không lấy dao về rạch? Rạch tay này nguy hiểm lắm. Thứ nhất là ướt.
ướt tay của bạn ấy thì nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà trèo cây. Đó, chúng ta thấy không? Cậy à? Đấy, bạn ấy bẻ. Bạn ấy đang bẻ, bẻ nhẹ nhàng nhá. Bẻ thật nhẹ nhàng thôi. Vuốt à? Rồi, ok. An toàn không? An toàn, an toàn. Bạn kéo căng cái túi mi lông lên. Cứ kéo căng lên á. Rồi, ok. Vào hết chưa? Vào chưa? Dây ba lô này an toàn, dây trên đấy. Dây trên thoải mái. Dây trên buộc chưa? Buộc rồi, buộc chắc rồi chứ. Bây giờ bạn quay ngược lại. Đi ba lô quay lại, ngược lại như thế này cho tôi. Đây rồi. Không thể quay ngược lại được. Từ từ, đợi mình một tí. Đợi mình một tí. Đeo máy đã. Đợi tôi tí nhá. Đeo máy ạ. Khói đẹp đi bạn ơi. Bạn ơi. Rất to, khói rất đẹp. Khói được là 20 cân rồi các bạn. 20 cân thì không ở đâu. Tôi đeo lại cái máy các bạn. Tôi đang đeo lại cái máy. Đây, vào ngay phút giây này đây tôi sẽ quay cái ba lô này. Ba lô rất nặng, ba lô này may là cây thấp chứ nếu cây cao thì không bao giờ chúng ta có thể lấy được nó khi mà không có dây tời. Tổ này cái bầu thì hình như tôi tính thì đúng là dài 1 mét thật. Phải không? Dài 1 mét không? Chắc chắn là phải 1 mét rồi. Quá dài. Các bạn thấy này. Các bạn thấy là cái cục bầu thứ hai, tổ này nó làm 3 bầu cơ. Cái cục này đã 2-3 cân rồi. Chứ không nói là chưa nói đến cái cục khác nhá. Được rồi. Bây giờ bạn vơ vào bạn cuốn túi mi lông đi. Bây giờ bạn lùi ba lô về cái cuống này. Lùi về tận cuống này đi, tôi mới có thể cầm cho bạn được. Thế là chúng ta chắc là sau khi mặt trời nó lặn xuống dưới thì chúng ta sẽ mang được cái tổ này đến gốc. Không mang lên được lắm. Nào. Kéo về. Kéo về không được à? Đang kéo này. Đây rồi. Okay. Tôi chào bây giờ bạn phải đeo vào vai đi. Buộc cái dây ở dưới đã không mà đeo vào vai bạn ơi. Nguy hiểm nhất là cái vấn đề này là đeo vào lưng đấy. Bỏ cái này ra, bỏ cái chân này ra. Được rồi. Tôi ôm chặt cái này. Thả nhẹ nhàng nhá. Phải chắc tay đấy nhá. Biết rồi, cứ thả nhẹ nhàng. Biết rồi. Tôi phải ôm hết vào cả cái cây này. Thả nhẹ nhàng nhá. Nâng lên để ta với. Có hai tay vào ba lô vào được không? Tay tao có thể vào được ba lô nữa không? Đâu đâu, quay đâu? Đây, quay đây. Đấy, rồi. Ok. Phải gồng hết cỡ. Tôi không thể quay cho em mà cái cảnh này được vì tôi đang ôm cái thân cây để anh bạn tôi nó tháo cái dây trên cái cành kia xuống. Có nghĩa là còng lưng. Bỏ chưa? Thả. Chưa. Ta cởi dây đâu? Úi giời. Ta quay người. Cứ làm. Cứ làm người ta ôm cái cây. Không, người ta phải móc dây lên rồi tao lên. Đây, móc lên đây. Tao móc lên đây. Đeo rồi, để tốt lên rồi. Đây rồi. Được chưa? Được rồi, móc mắt rồi nhá. Ừ. Bắt đầu nhá. Ừ, thả đây. Thả xem nào. Được chưa? Thả nhá. Ừ. Ui, cái dây ba lô chưa buộc. Chết rồi. Kệ nó. Cái dây ba lô ngoài ấy chưa buộc. Ba lô chưa buộc thì xuống đây buộc. Được rồi, nguy hiểm lắm. Chết rồi. Được chưa? Thái rồi phải không? Thái rồi, nhưng bây giờ mày lấy một tay. Úi nặng như này á? Nặng lắm. Thế này phải hai mấy cân. Bây giờ không được rồi. Tao thả ra nhá. Ừ, thả đi. Dây nhỏ dàn, nó là tuột cả cái bầu này dàn. Không tuột, thế thì buộc cái dây nhỏ vào. Tao buộc cái đâu cũng cao quá. Thôi tao thả về, mày đứng yên. Đứng yên một chỗ nhá. Cứ bình tĩnh thôi nào.
rất là nặng các bạn, nặng đến chung chân luôn. Tôi phải nói là tôi đang chung cả cái chân của tôi xuống khi mà một chân, nếu ở cái tư thế này mà các bác mà ôm cây mà không cẩn thận, tốt nhất là nên dùng dây. Vì hôm nay chúng ta không có cái sự lựa chọn nào, nhưng mà không biết được là nó nhiều đến mức độ nào. Đấy các bạn nhìn. Đấy. Ê, đừng làm, đừng bôi vào máy quay chứ. Quay đít lại. Quay đít đây, anh dùng đi. Quay đít lại. Từ nào quay kiểu đấy chết à? Rồi mày quay được đâu? Rồi quay kiểu nào thì quay. Quay lại đây tao mới phục được. Đấy, chân dẫm đi. Chân dẫm vào đầu. Dẫm không cái gì, bây giờ bỏ bạn, bạn tránh ra đi, cái chân của bạn trơn lắm. Để tôi xuống. Đấy. Để tôi xuống. Không, quay lại để buộc cái ba lô đã. Đây, quay ra đằng sau tôi này này. Ừ, quay ra rồi. Ở bên kia các bạn có thể nhìn thấy là một cái cục ong đang bám ở đấy. Cái cục ong này chắc chắn là có con chú ở đấy. Căng cái gì mà căng. Trong ba lô mình rồi còn căng. Ok à thôi à. Ok chưa. Rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống này. Để tao xuống đoạn này trước thôi à. Đấy là tôi di chuyển. Bạn xuống đi, cứ xuống đi. Mày xuống được cái gì? Bỏ ra. Đấy mày xuống trước rồi. Tao bỏ bên này. Bảo thì còn bảo. Thế nhỉ? Đây ra. Sửa hết cho nó là kéo kinh quá. Phải đón đấy. Úi giời, kéo kinh đấy. Đóng. Treo tí. Các bạn xem tôi còn đang mắc ở đây. Đừng xuống đeo dây nhá mày nhá. 20 cây chắc chắn, 20 cây. Ôi, lại có cổ mới rồi. Để đem ra để gáy lại khác nữa này. Có cổ mới rồi. Ôi, chết rồi, bị mắc dây rồi. Ừ, tôi cắt. Nhanh lên. Các bác thấy là những lúc như thế này. Đây là, bắt dây lại. Đây, dây trên này, dây trên. Đây, dây á. 2 dây, 3 dây này, cắt hết đi. Nhanh lên. Bẻ cong hết lưng rồi. Đây gì? Đừng xuống nhá. Không phải xuống đâu. Mà có xuống cái đoạn dây này. Mọi ông đứt đâu. Nguy hiểm lắm đấy. Nó là một cái túi to đấy. Bắt đi vào, đi vào. Ôi từ á, anh em nào trèo lên hộ nó đi. Giờ trèo lên cái bảo thay anh đứng lên đây. Còn đứng gì nữa. Cầm được không? Này. Ui giời, 30 cân. Bỏ đi, bỏ đi. 20 cân không tuột đâu. Trời ơi, kiếp gì. Đó là điều không tưởng tượng. Sợ chưa? Cầm bao nhiêu sợ chưa? Hơn 20 cân mà. Anh quản đâu rồi? Dưới. Bị đốt. Anh bị đốt à? Quả lâu đài cái phải đây. Chúng ta sẽ ra ngoài và để kiểm tra. Bạn ơi xem có cái đấy nào để cầm đồ đã. Rửa thì yên tâm đi. Đây không cháy đâu đâu, thời tiết này.